Tớ mới bú sữa mẹ xong, ngon quá. Cậu uống nước tráng miệng chưa? Ồ không, một chút nước đó cũng không được uống. Chỉ vài giọt nước có thể khiến chúng mình nhiễm bệnh đó. Vậy à? Sữa mẹ có đủ nước và tất cả dinh dưỡng mà cậu cần rồi. Mẹ ơi, con không cần uống thêm nước đâu. Mẹ đừng lo con bị khát hay cần tráng miệng nhé. Các tổ chức y tế hàng đầu khuyên mẹ nên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Sữa mẹ chứa đủ nước và dinh dưỡng để con khỏe mạnh và thông minh. Sữa mẹ sữa tốt nhất cho mình, toàn cầu là chứng minh.